Trần Văn Sửa là trưởng trang của chúng ta, tôi xin có lời chào tất cả và tôi cũng xin lỗi là vấn đề trễ. Rồi trước khi đến tôi phải ghé qua phòng tổng giám thị xin giấy mới vô đây được, nên là càng trễ hơn. Tôi mừng được gặp lại một số bạn mà tôi đã gặp hôm 20 tháng 12. À, hôm 19 tháng 7 vừa rồi. Là ngày họ bắt sư phạm. Còn trước đó thì ngày 20 tháng 12 tôi cũng được gặp một số bạn. Giờ này đến đây tôi cũng có cái ngạc nhiên là có 6 nhân là luôn luôn có mặt. Trong các học tập tôi luôn luôn gặp các bạn học sinh. Đấy, thì tôi cũng thấy là đó là cái hiện tượng rất là đặc biệt. Và vừa rồi cô học nhắc khóa một cái khóa 12B thầy thì tôi nói là đúng là khóa 12B thì coi là một trong những người đã thiếu lâm cái kiểu đó, là bởi vì sau khi 30 tháng 4 cái trường chúng ta nó bị dẹp tiệm và người ta tiếp quản, người ta đổi tên nó, cái khóa 13 học mới có 1 năm thôi được người ta cho một cái khóa chính trị 3 tháng, xong rồi cái gì là người ta cho cái giấy tốt nghiệp luôn. Thì có nhiều em bảo là tại cái khóa chúng em là có 13 cho nên là trường mình có 13. Thế còn ngược lại thì có những em dị đoan thì nói đùa nhắc đến cái khóa là thì nhớ là khóa 12B, 12 rưỡi thì tôi gọi nó là 12B. Thì cô Hạnh có nói đến làm cái kỷ niệm hôm nay gặp lại các bạn rất là mừng. Tại vì tha hương ngộ bố tri mà với những người mà từ ngày ra trường đến giờ tôi bây giờ mới gặp lại, rất may là tôi quên tên thì tôi còn nhớ mặt. Mà nếu một người nào mà nhớ khó nhớ trò, đúng là trò lâm quá. Mà có người thì tôi nhớ mặt mà không nhớ tên. Đây là những cơ hội rất là mừng. Tôi tiếc là không được gặp Nguyễn Cang, đáng lẽ thì anh là phó trưởng tràng, là vì anh qua hai mà tôi đã gặp anh ở đây cách đây mấy tháng, và tôi có gặp anh Thành, và có lẽ là anh Thành ngày hôm nay sửa chính là hai người chủ chốt trong cái chương trình này. Bên cạnh đó thì có cô Kim Phượng với cô Lê Hải, phải không? Chúng ta đã gặp mặt nhau ở đây. Cái lời của tôi là chào mừng mọi người, mừng tất cả đều có sức khỏe và hy vọng là chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau nữa. Nhưng mà trong khi đó thì tôi cũng phải xin phép để giới thiệu với các bạn hai người bạn rất thân với tôi, đó là cô Lê Thị Vân, em ruột, một người bạn thân của tôi, ông là một cựu sĩ quan hải quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tôi con cô Vân, dù mặc dù anh em chúng tôi gặp nhau có khi 15-20 năm đấy, gặp lần đầu tiên hình như là sau khi cô đi phải 15-20 năm sau tôi mới gặp lại, nhưng chúng tôi rất mừng vì nhìn thấy cô ấy, tôi nhớ đến cái người bạn rất thân của tôi. Và ông xã của cô Vân là ông bạn Trịnh ở đây thì là giáo sư của trường kiểu mẫu Thủ Đức, rất thân với lại thầy Châu Minh, Tô Minh Tín. Thầy Tô Minh Tín ở đây có một vài bạn khóa 12, 13, 11 gì đó thì học thầy Tô Minh Tín. Nhưng thầy Tô Minh Tín lúc đầu tiên cũng là giáo sư có một cùng với ông bạn trưởng tràng Trần Văn Sửa này. Thì ông loạt với ông